Anh hỏi thôi, hôm nay em đi chụp với cả ekip Fanchan thấy nào? Đấy, mọi người làm việc có kiểu ok la không, kiểu vui không, hay em cảm thấy kiểu hay mọi người kiểu khó tính quá, anh vô tố tính quá, la ra nhà đấy, anh nói anh thấy nào? Thấy buồn cười. Thấy buồn cười. Tại thấy kiểu bộ ảnh có đẹp không, có đứng hay nhau? Mời đó. Tiếp, em đi, em như một thân siêu em nói gì đấy. Sao mình thấy em nói nhiều nhỉ? Còn em thấy nói chuyện về kiểu kiểu tại cái tiếp chuyên môn cũng nói nhiều á. Đấy là cái chuyện này. À, thế là sao buổi chiều ngày hôm nay thì em còn thấy vui không? Em còn thấy vui không? Em có. Ok. Anh bình thường anh hỏi cũng đỉnh lắm, nhưng hôm nay gặp Cúc Hoàng ở đây không nói gì, anh không hỏi cái gì đâu. Bình thường phải kiểu trả lời một tí đây, và anh không nói gì, không hỏi cái gì luôn. Đấy, nhưng mà nói chung ở đây là trả lời tôi sau buổi chiều ngày hôm nay đó. Đấy, là anh em xem kênh thì hãy đăng ký kênh nhá, và chào đón những cái vlog tiếp theo của Trang nhá. Nhà 300 cho 3 người. Vé lên 100 một người rồi anh. Bắt đầu từ 100. Vâng. Vì vé 80 là duy trì bao nhiêu năm nay rồi. À vâng. Không, em hỏi thế thôi chứ không có vấn đề gì. Thank you anh. Ok, vậy là vé bên Santorini đã lên một lốp một người anh em nhé. Nếu như mọi người chụp thời trang thì mọi người bên này thì có một cái hay là như này, mình thấy là chụp sẽ không tính thời gian. Đấy, thì cái này nó sẽ rất phù hợp với cả những ekip chụp kiểu lookbook outdoor, cưới, wedding. Đấy, bởi vì không tính thời gian thì mình thấy là kiểu thể loại chụp mà mình cần nhiều thời gian ấy, thì mình sẽ không cần phải tính cái việc là ví dụ như 1 giờ thì hết bao nhiêu tiền. Tại vì ví dụ như kiểu mình chụp studio ấy, thì bình thường mình chụp sẽ tầm khoảng 200 đến 300 một giờ. Đấy là cách mình lựa chọn studio. Còn tất nhiên là có nhiều studio chuyên nghiệp đầu tư nhiều hơn thì nó sẽ có những mức giá khác nhau, ví dụ như từ 300 đến 500 chẳng hạn, kiểu dạng như thế. Nhưng mà ở Hà Nội thì mình thấy cũng không có cái studio nào mà đến mức là tầm khoảng 700-800 một giờ. Đấy, thì mình chia sẻ để cho mọi người có thể tham khảo nhé. À, hôm nay thì mình gặp một chuyện khá là vui luôn. Vừa nãy mình đứng ở đây đợi các bạn đến, bạn make up với cả bạn mẫu đến, thì mình gặp một ông anh. Thì ông anh nhận ra mình, thế là ông anh mới nói bảo là ông anh mới chào mình thì bảo là có phải là mình là Phan Trang không, Phan Trang Nguyễn Phan Trang không. Mình mới bảo vâng đúng mẹ, vâng em đây. Đấy, thế xong là hai anh em nói chuyện thì hóa ra là anh ấy xem kênh của mình. Đấy, rất vui. Bởi vì mình không nghĩ là ông anh gặp mình ở ngoài lại nhận ra. Đấy, thì đấy, nói chung là cái việc làm nội dung trên mạng xã hội ấy mọi người, thì nhiều khi mình chia sẻ những cái mà mọi người cảm thấy có ích, hoặc là kiểu cảm thấy vui ấy, hoặc là cảm thấy kiểu tích cực ấy, thì mọi người sẽ ok, gặp mình mọi người sẽ kiểu hớn hở vui vẻ chào hỏi. Đấy, như hồi xưa mình làm cưới thì mình rất hay kiểu đi tìm mấy cái điểm lạ lạ ấy, xong rồi mình giới thiệu cả mấy anh em chụp cưới. Thì nhiều khi anh em về Ninh Bình hay nhà nào đấy ấy, nói chung liên quan đến Ninh Bình ấy, là anh em cũng kiểu rất là hay hỏi mình. Đấy, mình cũng chỉ cho anh em rất nhiều cái. Và từ lúc sang thời trang thì mình cũng chưa nghĩ ra là kiểu có thể chia sẻ và chỉ cho anh em những cái gì nữa ấy. Ngoài cái việc là mình đi chụp thì mình hay quay vlog kiểu này đấy, thì có thể là mình sẽ chia sẻ mấy cái về việc đi chụp tại địa điểm thì sẽ như nào, cái địa điểm bối cảnh ra sao đấy, một số những kinh nghiệm, cái thứ cảm thấy là thú vị mình sẽ chia sẻ với anh em. Đấy, là ví dụ anh em nào mà đi chụp mà kiểu tình cờ mà anh em mình gặp nhau thì cứ chào hỏi nhau một câu nhỉ. Hôm nay ông anh nói một câu mình khá là vui, bởi vì cũng có người hiểu được cái nội dung của mình muốn truyền tải. Ông anh bảo là thích phong cách quay video của mình, bởi vì mình chia sẻ những cái nó rất là tích cực trong nghề ấy, mà ví dụ có những cái kiểu dạng nội dung như mình ấy thì anh em xem cũng cảm thấy rất là vui đấy, kiểu dạng như vậy, và tích cực để làm nghề với cả đi làm đấy. Thì nói chung là cái đấy là một cái rất một tín hiệu rất là nhỏ nhoi đối với cả mình thôi, nhưng mà nó rất là kiểu nó là một cái niềm vui đấy, với mình nó là một cái niềm vui rất lớn. Thực ra trước đây mình đã cảm nhận được cái niềm vui đấy rồi, ví dụ như là cái việc là khi mà hồi xưa mình đi chụp cưới, mà cái lúc mà kiểu mình share rất nhiều những cái địa điểm đẹp ở Ninh Bình cho anh em ấy, thì có rất nhiều anh em kiểu cảm ơn này kia các thứ. Và khi mình lên Hà Nội làm thời trang ấy, mình không làm cưới nữa, thì mình đi chụp ở những cái phim trường cưới thì vẫn có những anh em nhận ra mình đấy, xong ra kiểu bắt tay cái thứ chào hỏi chụp ảnh cùng cái thứ đó. Đấy, mình thấy rất là vui. Thì cái này mình cũng chia sẻ như là một cái niềm vui của mình với cả mọi người thôi nhá, chứ cũng không có cái tính chất gọi là khoe mẽ hay là tỏ ra là idol này kia gì cho mọi người nhá. Bởi vì mình nghĩ là cái việc idol hay không ấy thì nó cũng không quan trọng lắm, vì mình chỉ đơn giản là mình đang chia sẻ những cái mà mình thích thôi. Đó, còn nếu mà ví dụ mà nó có tác dụng kiểu
tạo ra cái niềm vui cho bạn, hay là cái năng lượng cho bạn, hay là những cái mà gì đấy tích cực ấy, giúp những anh em đang xem video của mình này đấy có tinh thần hơn trong quá trình kiểu làm nghề hoặc là chơi nhiếp ảnh ấy, thì ok, nó cũng là một điều gì đấy tốt cho cộng đồng đấy. À, ông anh còn bảo một cái nữa là nên lập một cái nhóm đấy, nhưng mà mình thấy thì chắc là do mình cũng đang kiểu phải 50-50, một nửa phần mình vẫn đang phải cân đối giữa việc là ok, mình vừa làm vlog, mình vừa phải cân đối với việc là mình đi chụp kiếm tiền ấy, làm việc khách hàng rồi nhiều khâu khác ấy. Thành ra là thời gian mình cũng không phải là dành cho cái việc xây dựng cộng đồng và xây dựng cái kênh quá nhiều được ấy. Đấy, nên là mình nghĩ là cái đấy sẽ để sau đấy, nếu như mà có thực sự có những anh em mà kiểu cùng gu, cùng sở thích, cùng quan điểm có thể như thế với cả mình thì ok, sau mình sẽ là một chiếc group hoặc một chiếc nhóm gì đấy để anh em giao lưu nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả chiếc view ở Santorini. Nói chung là view này nếu như mà các anh em là một người thích chụp thiên nhiên ấy, thì mình chắc chắn, mình nghĩ là chắc chắn anh em nên đến, bởi vì view quá đẹp anh em. Bây giờ đang tầm 12 giờ trưa nhưng hôm nay nó không nắng lắm. Nói chung là view đẹp lắm. Tôi thì nói chung là tôi cũng thích chụp thiên nhiên, nhưng mà nó sẽ theo kiểu tùy từng thời điểm ấy. Có những thời điểm mình lại kiểu hay chụp studio nhiều hơn, có những thời điểm mình lại kiểu chụp ngoài trời. Nhưng mà mình thích là kiểu mình chụp ở mọi location ấy, mình không thích kiểu bị giới hạn là mình chỉ chụp bộ thể loại. Đấy, nên là hôm nay mình đã có mặt bên này, chụp một bộ mẫu bên này, ok. Nói chung bạn mẫu hôm nay thì mình thấy rất là xinh, cực xinh luôn. Đấy, rất là cute, mình nghĩ là anh em nên chờ đón xem lần nữa bạn mẫu của chúng ta ngày hôm nay sẽ xinh như thế nào nhé. Bách bên này thì về chất liệu thì mình thấy là... Đấy, nếu anh em nào hay xem kênh của mình thì mình nói anh em sẽ dễ hiểu hơn nhé. Bách bên này ấy, thì về chất liệu thì mình thấy nó rất là kiểu nhiều cây xanh này, gỗ này, gạch. Nói chung chất liệu rất là thơ. Đấy, có thể nói là như vậy, rất là thơ. Rất là kiểu tình, nhẹ nhàng, phù hợp với những cái đồ màu sáng. Đấy, mình không muốn nói hẳn là màu trắng, bởi vì là mình thấy là chỉ là màu sáng thôi là bên nào đã hợp rồi. Tất nhiên thì nó cũng có một vài bách theo kiểu hợp tông màu tối. Ví dụ như những cái nhà hoặc những cái góc kiểu dạng như kia. Đấy, anh em nhìn thấy chứ. Đây, hoặc những cái góc kiểu dạng nhà thì mình thấy nó cũng hợp tông màu tối. Có thể mặc những cái váy màu tối tối một chút. Đấy, hoặc là những cái đồ màu tối tối một chút. Ở đây bên này nó có một cái đặc điểm của những cái địa điểm mà chụp ngoài trời kiểu dạng như này nhá, là mình thấy là nhà này, thường thường anh em đi ấy, đi chụp ấy, thì anh em có thể là vì rất nhiều những cái hình ảnh mà chụp vào những cái ngày nắng đẹp, và anh em đi chụp và anh em nghĩ rằng là đến địa điểm đấy nó sẽ có những cái góc kiểu đẹp như vậy ấy, và những cái ánh sáng đẹp như vậy ấy. Nhưng mà thực ra cái điều mà khiến chúng ta phải thực sự là thực tế là có thể ngày hôm đấy nắng ở chỗ đấy nó đẹp như vậy, nhưng mà cái ngày hôm mình đến nó sẽ không đẹp như vậy đâu anh em ạ. Và đấy cũng là cái lý do nhé, đấy là cái lý do mà nhiều khi nhiều anh em có thể nhìn hình người ta chụp trên quảng cáo rất là đẹp, xong đến mình chụp sẽ không ra được cái kiểu màu như vậy hoặc là kiểu ánh sáng như vậy. Thì ánh sáng nó sẽ tác dụng vào màu sắc đấy, như cách mình hiểu là như thế. Mình chia sẻ sẽ theo kiểu quan điểm cá nhân đấy, không đúng sai. Màu sắc, ánh sáng nó sẽ tác dụng vào màu sắc đấy. Thế nên là nhiều khi mình đến địa điểm mà nó không được như mong đợi ấy, hoặc là nó không được giống như kiểu cái hình mẫu khi mà mình chụp, khi mà mình nhìn thấy ấy, mà lúc mình chụp ấy đó, thì anh em hãy coi chuyện đấy là bình thường nhé. Bởi vì tất nhiên mỗi ngày mình đến ánh sáng nó sẽ khác nhau, nếu như mà chụp bằng ánh sáng tự nhiên đấy, còn nếu như mà chụp bằng ánh sáng đèn thì tất nhiên là nó cũng có ảnh hưởng, nhưng mà một chút, không nhiều. Bởi vì là ok, đồng ý là mình sử dụng ánh sáng đèn ngoài trời ấy, nhưng mà không ai kiểu sử dụng ánh sáng nhân tạo bằng đèn ngoài trời 100% cả, mà nhiều khi mình vẫn phải sử dụng cả ánh sáng môi trường tự nhiên nữa. Thế nên là cái việc chụp ngoài trời ấy, chọn được ngày ánh sáng tốt, nó vẫn là cái điều tốt nhất đó. Nếu mà không được tốt thì nó cũng phải là ok, cường độ nó cũng phải là có không gian sáng tại địa điểm. Mình nói như thế thì mình cũng không biết là anh em có hiểu không ấy, nhưng mà đấy là cái cách hiểu của mình. Và nói chung là khoảng mười mấy năm nay mình áp dụng cách đấy thì mình thấy áp dụng cách ở cách đấy thì mình thấy nó vẫn hiệu quả đấy, thì mình share cho anh em thôi. Ok, con này đẹp phết ạ. Con này mình đang hình dung đến mấy bộ đồ đôi, đồ thường, hoặc là mấy bộ kiểu pyjama thứ này kia. Nhưng mà nhìn thấy mấy chất liệu này tôi thích quá anh em ạ, tại vì lâu lắm rồi tôi không được chụp mấy cái chất liệu này khiến tôi hình dung đến Đà Lạt anh em ạ. Cây xanh và gỗ quá đẹp luôn. Có cái bách rất giống như một kiểu một cái bữa tiệc ấy ngoài trời. Ui, không lại đẹp phải luôn này. Không lại chắc lát mình phải chụp cái góc này đi. Ok nhá, thôi mình nói thế thôi anh em. Đợi chút xong vào buổi chụp với cả tôi nhá. Tôi một bên đi. Các bạn bên này xinh không? Vậy thì em phải ngồi xoay bên này, von cho xem bên này. Ngược lại chứ, ngược lại. Ngược lại chứ. Đó, thôi ngồi như vậy.
hợp lý không? Hay là xoay cái bàn dịch sang này chị? Không, như vậy anh thấy đang ok, đang đẹp. Chính cái này thì cái dáng kiểu bạn ấy hạ hẳn người xuống ấy, thì em chỉ cần nghiêng người cho anh thôi, không cần phải hạ. Ok, có cái chân bên phải em nâng lên hơi khép này xí, ngược lại chân phải. Ừ đúng không? Ok. Thế thôi. Mà cái thần thái thì kiểu mặt nó sẽ kiểu dạng hơi nâng lên nhẹ một xíu nhá. Ok nhá. Đúng không? Em cứ làm tốt nhất có thể còn lại đấy. À, hay là cái hoa sang bên này nhỉ? Không sao rồi anh ạ. Sang không hợp lý không? Không phải. Thử có nghĩa là đặt sang không được, bởi vì nếu đặt sang thì cái hoa này nó sẽ bị ngược lại. Em thử đặt cho chị rồi nhưng mà nó không được. Thôi thì để bên đây cũng được. Ok, vậy thì góc mặt của mình sẽ xoay sang này một xíu để thấy được bông hoa. Thế còn cái này là nó đang như nào? Chưa hiểu. À thế em đặt nó lại đi, trông cho nó ok là đi. Rồi ok, xinh vãi. Cái hơi để dịch sang một xíu. Ok, chúng ta bắt đầu chụp hình nha. Ok, rồi xin luôn. Rồi ok, giữ nguyên cho anh nha. Cái phần tay bên kia em đặt lên trên cái này đi. Anh bảo nhá, anh muốn chụp mấy cái nó không giống bình thường lắm, phải chất chất hơn, bay bay hơn một chút. Để tay như này đi, nice. Trên này. Đúng rồi, ok. Cái tay bên này thì để mềm thôi, để cũng vẫn trống như thế nhưng mềm thôi, nâng ngón trỏ lên một xíu. Đúng rồi, ok. Yến đặt lại cho anh cái von. Rồi ok, em lắc cái bờ vai bên kia sang đây rồi. Đúng rồi, ok như thế. Rồi ok, đẹp luôn. Cái phần chân phải ấy, em để dịch người sang bên này một xíu đi. Đúng rồi, ok. Xong bắt đầu cái chân mới gấp vào. Ok như thế. Ok. Cái giày em hơi đẩy cái gót lên cho anh nhìn thấy cái giày rồi. Cứ bấm vài kiểu là anh em mình sẽ kiểu quen kiểu chụp kiểu tạo dáng với nhau rồi. Rồi như thế nhá. Cái von như thế thì lại không đẹp rồi. Yến phải đặt lại cái von cho. Em đặt cho nó dài hẳn ra bên này. Em thử thả cái von cho anh xem. Yến không? Cầm cái von xong thả một cái. Ừ, ok nhá. Nhẹ nhàng thôi. Rồi anh đấy là 1, 2. Cái tay em đặt lên trên cái hoa ấy. Ừ ok như vậy, ok nhìn anh. Đẹp nhá, ủa ánh sáng đỉnh vãi. Nào 1, 2, 3 thả vô nào, 1, 2, 3 thả. Diễn cái thần thái nha, 1, 2, tung, 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 tung. Ok, em cứ tung nhẹ này. 1, 2, tung. Đúng rồi, xong Yến lùi ra luôn, hơi dính em. 1, 2, tung. Đúng rồi, ok. À diễn cảm xúc chút nào, cảm mặt kiểu ok, đúng rồi. Luyến bản thân lên bạn ơi. Cố lên. Đúng rồi, nghiêng đầu. Đúng rồi, ok, nhìn anh. Đúng rồi, anh đếm nha. Cái tay bên này em đặt này em tách ra nhảy đâu. Ờ đúng rồi, ok như vậy. Đúng rồi, cái đoạn anh đếm 1 2 tung ấy là cái đoạn đấy em ấy diễn thần thái, hiểu không? Thì nó sẽ sinh làm lại nào. Tung lại cái vòng. Làm rất tốt đấy như vậy. Ok, đó đúng rồi, thấp tay xuống một xíu. Đúng rồi, sinh luôn bạn ơi. Không cần rung vậy đâu, tung là tung thôi. Rồi 1 2 tung. Đúng rồi, tốt lắm, làm lại. Một hai ba thả. Ngồi liếc mắt đây nhìn anh vẫn góc mặt đấy. Đúng rồi, ok. Rồi lấy lại cái von này, cầm lên cái von này. Đúng rồi, xinh à. Đúng rồi, tốt lắm. Liếc mắt sang bên kia. Đúng nha, đúng rồi. Lắc cái hông nhiều lên anh. Đúng rồi, xinh. Đó, tầm đấy rồi, đúng rồi. Tốt lắm như vậy nha, tách cái tay này lên để anh nắn eo cho nó dễ. Đúng rồi, ok như vậy. Đúng rồi, đỉnh này như thế, xinh lắm. Đúng rồi, chụp một kiểu cái chân nhá, đang tốt nhá. Yến tung một cái xong đi ra ngoài luôn nhá. Ok, anh chụp một kiểu toàn cảnh rộng, thanh thang à. Rồi, đếm lại, 1, 2, tung. Ok, làm lại. À, tung để cho cái phần von nó có cái độ bay như này. Ờ đấy. Ờ em có thể để tay như này nhìn anh được như vừa xong ấy. Đúng rồi, ok, nhìn đây. Ok như thế nhá. Cố lên, tách tay. Ok, không tay để như này đi. Đúng rồi, tách tay ra. Ok, như vậy, ok. Nếu mà ba Yến ra nha, 1 2 3 tung. Đỉnh hơn nhá. Liếc mắt nhìn đỉnh thế nhở, giữ nguyên nhá. Cái chưa ok là cái von. Đúng không, xíu nặng là ok. Cái phần bụng ấy, đẩy đấy, đừng để nó gấp phần bụng. Ok như này, tôn này nó xinh nhá. Giữ nguyên nhá, phần von sao nó bị nhiều. Đẹp rồi, anh thấy hình ok rồi.
nó chỉnh lại một chút cái chi tiết. Anh ơi, về thêm một nắng nữa người hả? Hả? Giống như mình đi biển một hôm chơi với tụi bạn này. Nhìn máy. Em thử kiểu ngửa hẳn đầu lên. Ok. Có thấp chân được một chút nữa không? Cảm thấy cái chân nó bị cao kiểu nhà đây mà không, tay vậy vẫn bình thường, tay kiểu khác đây kiểu nhà nhá. Ok, nhưng mà như vậy đứng anh bảo nhá, hơi tách tay này một xíu rồi. Ok nhé, nhìn đi hướng khác đây, đừng nhìn máy anh nhá. Okay. Xong cái tay lại cầm vào cái von này, cái von ấy đó. Ok, đúng rồi. Đúng rồi, xinh quá. Liếc mắt đây, liếc mắt đây. Đúng rồi, tốt này. Nghiêng đầu sang xíu. Ờ, ok, xinh. Cứ giữ nguyên này, cứ giữ nguyên này. Nhìn anh, diễn cảm xúc lên. Xinh quá, đúng rồi. Đúng, đấy, cứ thế đấy, chỉnh, đúng rồi, ok, đẹp. Đúng rồi, xinh quá này. Xuất sắc, thấy có mặt em xinh không? Tốt lắm này, 1, 2... Đẹp nhá. Em có thể dướn cái phần ngực lên không, cho nó có cái đường cong ở phần eo để anh nắn. Đúng rồi. Đó, như vậy. Cảm giác hơi dướn cái người đây. Đó, như vậy nhá. Nào, cố gắng thả lỏng cái thần thái như kiểu mình đang trạng thái kiểu thoải mái nào. Đúng rồi. Liếc mắt đây nhìn anh được không? Đúng rồi. Cảm giác cái thần thái nó thoải mái đấy. Ờ, thế thôi, nhắm mắt lại đi. Ờ, nhắm mắt đây, mấy kiểu nhắm mắt thôi. 1, 2, đúng rồi. Rồi, xin nha. Đếm 1, 2, 3, mở mắt nhìn máy anh nhá. Đếm, anh đếm. Cái tay của em đang ok rồi. Hoặc là em vuốt theo cái bàn. Đúng rồi, ok, xong đẩy cái vai lên. Đúng rồi, ok. Đếm 1, 2, 3 này. 1, 2, 3, mở mắt. Làm lại nha. 1, 2, 3, mở mắt. Đúng rồi, nhắm mắt lại. Cái đấy em. Úi dồi. Cái đấy. Đây là một chút. Cảm giác kiểu mọi sự kiểu đang rất là chill. Có thể là cái tay đấy em đặt luôn ở váy này, giống như ở cái trạng thái em vừa ngồi dậy ấy, đúng không? Ok như vậy. Cái chân phải em nâng lên một xíu. Đúng rồi, đấy, anh thích chụp mấy kiểu mà khoảnh khắc kiểu đấy. Kiểu em cứ chỉnh mọi thứ xong anh sẽ bấm khoảnh khắc, đúng rồi, như vậy, ok.
nó giống như cái dáng mình từng xem. Ừ đúng rồi, nó phiêu phiêu lên, nó kiểu mềm mại một tí không? Đúng rồi, nó mềm mại lên. Đúng rồi, ok, xuất sắc. Cái tay bên phải có thể chuyển động như thế nào đấy đi. Đúng rồi, nó như vậy đây. Kiểu kiểu thế, đúng rồi, đẹp đấy. Ok, xong em lại chống tay, xong cái đầu em lại ngửa như này này. Ngửa lên, đúng rồi, ok, ngửa hẳn lên. Ngửa hẳn lên, đúng rồi, ok như vậy. Đúng rồi, cái tay bị lấp nhiều quá, Yến đẩy cho anh cái tay, à cái von ra. Ừ rồi, ok, tầm đấy, ok, ngửa hẳn mà lên chờ luôn nhá, đáng xinh nhá. Đừng nhìn anh nhá, nhìn xa xăm. Em đặt cái cằm của em lên tay của em. Rồi ok, đẹp luôn. Đặt hẳn lên. Đúng rồi. Đẹp nha, đẹp nha. Đúng đúng đúng, tay hơi gấp lại một xíu tay kia. Cái phải gấp lại xíu. Lại mở ra chút nữa. Rồi ok, ngón tay. Đúng rồi, ok. Rồi ok, cái tay bên phải không các bạn? Tốt, ok, như thế nha. Nhìn anh. Đúng rồi, xuất sắc, đúng cái anh cần nha. Đẹp này. Đúng rồi, thơ lên, mặt thơ lên. Đúng rồi, nhìn anh, ngây thơ lên nè. Ngơ ngác lại nè, đúng rồi. Cứ nhìn đây, ngơ ngác lại. Hơi xoay mặt sang đây xíu để anh thấy cái hoa này. Rồi ok, đó. Một, hai, ba đi đúng không ạ? Đúng rồi, xinh à. Đúng rồi. Một cái chỉnh von như thế đẹp rồi, tay bên này chỉnh tóc. Đúng rồi, xinh à. Ok, nâng cầm nhiều lên em. 1, 2, nâng, đúng rồi. Xoay mặt sang này một xíu đó. Vẫn nâng cầm như thế. Đúng rồi. Cái đầu em ngửa hẳn về sau nhá. Anh đếm 1, 2, 3, ngửa hẳn về sau. Từ từ anh đếm để cho đỡ mỏi. Rồi, 1, 2, ngửa. Xoay mặt sang anh xíu. Đúng rồi. Rồi ok, Yến ra một cái xuất sắc luôn. Rồi đẹp rồi. Thế thôi. 1, 2, bạn, người yêu đấy. Đúng rồi, xoay mặt sang anh. Đúng rồi, làm lại nào để cho cái động tác nó tự nhiên hơn. Lại nha. Đúng rồi, như thế. Đó, như thế. Cứ tập trung vào máy anh này. Rồi, người mới lên. 1, 2, bạn, người đấy. Đừng diễn nữa, tập trung máy anh. Đừng diễn nữa. Đúng rồi, nhìn sâu đây này, tập trung nhìn đây. Đúng rồi, như vậy, xinh này. À, tập trung diễn, đúng rồi. Đúng rồi, xinh nha.
Ok, đó, xinh. Chiếc mắt nhẹ nhàng đây, nhìn máy nhẹ nhàng. Đúng rồi, tốt, ok. Đúng rồi, xịn luôn. Rồi em ngả vào, ngả hẳn vào, tựa hẳn đấy luôn. Ờ đúng rồi, kiểu em ngả người vào luôn. Kiểu diễn từ nãy giờ mệt mỏi quá rồi. Nhưng mà cái kiểu ngả em muốn kiểu cái đỉnh đầu bên này của em đặt vào. Đúng rồi, ok, đúng rồi, như vậy. Đấy, đấy kiểu nó có độ kiểu, đó ok như vậy được không? Đó, bồng bềnh lên xíu, đúng rồi. Cái tay của em thấp xuống, đúng rồi, ok. Xoay cái tay sang bên này được. Ok, như vậy đi, đúng không? Tốt, nào thả lỏng cơ mặt ra nào, thơ đây. Dướn, dướn người lên tí xíu, dướn ngược lên một chút chút. Đúng rồi. Lên bên đây nhìn anh Trang nào. Đỉnh này, đỉnh này, đỉnh này. Đỉnh quá này, đỉnh luôn luôn. Nhìn anh cơ. Nhìn. Đúng rồi. Bộ này anh em chuẩn bị vào showbiz luôn nhỉ. Cắt ta lô vãi kiểu quảng cáo váy. Ui, mày phải là xinh này. Thế nào bộ váy cưới nó sẽ book bọn mình thôi ạ. Cố gắng lên. Thế có nhận không? Thế ví dụ bảo book cả cái nhi nó có nhận không? Thôi cứ nhận đi. Chắc là cứ nhận thôi. Không nhận bắt phải nhận. Được. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm một kiểu chụp khác. Chúng ta không chụp kiểu thơ thơ nữa mà chúng ta sẽ thử sự chảnh chảnh của em xem như nào. Em chảnh là hợp lý đấy. Hợp lý đúng không? Bởi vì anh thấy cũng có một vài cái thần thái chảnh nhưng mà em chưa bung hết cái độ chảnh. Bây giờ anh muốn em phải thực sự chảnh, không sắp tài. Nhìn bà ấy, nhìn cái đéo ấy. Đứng cầm đây. Rồi ok, tay này đặt ra trước. Đúng rồi, ok, đẹp này, giữ nguyên tất cả nha. Liếc cái mắt theo cái máy của anh ấy. Vẫn chưa chảnh lắm. Đúng rồi, ok. Đúng rồi, đẩy hai cái vai về phía trước, cái xương quai xanh nó lên sẽ đẹp hơn. Đúng rồi. Cái tay để dịch về sau xíu. Đúng rồi, ok. Cao lên. Ok, đợi đẹp đẹp đi vậy, nhìn xuống đất luôn. Cứ giữ nguyên đang tốt nha, đang đợi ok đấy. Cái phần hông này nó bị thẳng với anh quá, làm cách nào để cho nó đẩy sang nhảy đâu. Đẩy bên nào thuận ấy, nhưng mà em phải đẩy hông sang cho nó có đường cong mà. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, anh đếm này, 1, 2. Đúng rồi. À, để nhảy đi, hai tay nhảy. Đúng rồi, ok, dựa vai bên này vào. Đó, ok, đẹp rồi. À, tay đặt lên hoa gần mặt. Cái hoa ấy, cầm vào cái hoa ấy. Rồi, ok, ok, như vậy. Đứng lên lần, chụp gần nhá. Nhìn anh, nhìn anh. Cao tay lên chút nữa. Đúng rồi, ok. Anh đến 1-2-3 nhá, diễn cái thần thái cho nó đẹp nhá, cảm xúc cho đẹp. Xoay người sang anh một chút nữa nào. Ok, đẹp. Cái diễn viên này đang đẹp nhá. Mắt nhìn thẳng về phía trước đúng không?
Đúng rồi. Ok, 1, 2, 3. Em phải chống ăn rộng tay ra. Rồi, ok như vậy. Rồi. Vẫn thấy chưa chảnh mấy cơ. Cứ bị kiểu hiền hiền. Chảnh hơn nữa rồi. Đúng, tầm đấy là đẹp nha. Nâng cầm lên. Đúng rồi. Đỉnh nha. Tốt lắm. Xoay mặt sang anh trai anh chút nữa. Rồi, ok, xinh này. Đúng. Cái tay bên kia lại đặt sang cái tay này luôn. Ok, đẹp. Ok, đẹp nha Nhi. Tên tắt với máy. Đúng rồi. Nhi nhìn anh. Đúng rồi, đẹp này. Tách tay khỏi ngực xíu. Đúng rồi, ok như vậy. Cho người đây một chút nữa. Rồi, ok, đẹp rồi. Một, hai. Tốt lắm như vậy. Ui, đỉnh vãi, các bạn xinh nhé. Có Yến phi vào nữa, càng xinh. Ok. Đúng rồi. Anh cào lên một xíu. Xinh ạ. Bước một bước xuống, thấp tay xíu, đúng rồi. Ok, thả lỏng. Ok, nhìn anh nhờ Nhi, ngửa mặt lên đây, ngửa hẳn mặt lên. Chảnh lên, đúng rồi, ok này. Rồi, tay kia đang như vậy, đẹp em mở ngón tay ra, nhìn anh. Ok, mặt ngơ ngác lên, nhìn anh. Đúng rồi, đỉnh quá. Không, cái tay bên phải em tách ra như này, mềm mại. Đúng rồi. Đó, đúng rồi, ok, đẹp luôn. Đúng rồi, xinh nè. Ok, 1, 2, 3. Đúng rồi, nhìn mày anh. Nhìn bên kia nè. Đúng rồi, xinh rồi. Lấy tay hớt hớt tóc kiểu. Đúng rồi. Đặt hẳn tay lên cao à, xong ngả hẳn người, ngả một cách dễ chịu, ngả hẳn nữa. Rồi, ok,
cái chân để thấp xuống cho anh chứ anh chụp cả chân. Okay, thôi đây.